Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn hai cái câu lick của hai đại danh thủ, một là Eddie Van Halen và thứ hai là Angus Young. Thì hai câu lick này nó có điều gì đặc biệt, đó chính là nó sử dụng dây buông. Dây buông tức là dây các bạn đánh lên mà các bạn không có dùng tay, các bạn bấm, tức là có những cái nốt các bạn bấm và sau đó chúng ta áp dụng dây buông vào để nó tạo ra một cái mục tiếp cũng khá là hay. Chúng ta bắt đầu câu đầu tiên của Eddie Van Halen nhé. Câu này thì nó đánh ở cái E Dorian, tức là Mi Dorian, mà nó kết hợp thêm nữa cái là cái Blue ở trong đó nữa. À, mình sẽ phân tích cho các bạn xem thử ha. Thì đầu tiên cái câu nó như sau, mình đánh sau đánh lại như bạn nghe nha. Thì các bạn thấy ở trong câu này nó có nốt pha thang và nốt đô thang và nốt si giáng. Thì pha thang và đô thang thì nó là rề trưởng, nhưng mà cái này chúng ta đánh là mi, đúng không? Thì nó là Mi Dorian, thì các nốt ở trong rề trưởng, nhưng mà chúng ta có thêm nốt si giáng thì nó ở cái blues scale rồi. Ok, hiểu như vậy thôi mà câu nó tập cũng khá đơn giản, các bạn xem tác và tập theo nha. Mình sẽ đánh chậm trước. Thì cái thế tay bấm ở cái ba cái dây 1, 2, 3 nó như nhau. Chúng ta có ngăn 3, các bạn pull up nó ra ngăn 2 và sau đó ngăn 1. Các bạn dùng pick, các bạn đánh cái nốt đầu tiên là ngăn 3 thôi. Sau đó các bạn pull up ra ngăn 2 và pull up ra dây số 0. Cái kiểu nó như thế này ha. Và tương tự các bạn áp trên cả ba dây luôn. Rồi tiếp theo chúng ta lặp lại dây 2, dây 3. Đến cái dây số 4 thì chúng ta chỉ bấm vào mi và pull up re thôi. Sau đó dây 5 là C là. Và tiếp theo chúng ta đánh ngay cái nốt son và chúng ta bend lên một tí. 1/4 ha. Và sau đó các bạn kết thúc ngay mi. À, các bạn có thể xem mình đánh lại và tập theo nha. Ok, nhanh hơn tí nha. Câu này khi nâng tốc độ lên nghe cũng rất là đã nha. Tiếp theo là câu của Angus Young, là của ban nhạc AC/DC đó các bạn. Bạn nghe thử cái câu này cũng nghe cũng rất là đặc biệt. Thì cái câu này nó là ở cái mod là Mesolydian, tức là son Mesolydian, tức là bậc năm của đô trưởng. Thực ra các nốt nó nằm trong đô trưởng thôi. À, nhưng mà các bạn đánh là tạo ra cái mùi rất đặc biệt. Thì câu này nó cũng khá đơn giản ha, mình đánh thử các bạn xem nha. Thì các bạn đánh một nốt, sau đó các bạn pull up nó ra. Ví dụ các bạn đánh nghe nốt ngay 12 của dây son ha. Thì các bạn đánh nó vô xong, các bạn bung cái ngón tay để nó ra cái nốt của dây buông, ví dụ vậy. Thì cái câu này mình có thể đánh được bằng cách là mình dùng tay trái, thì mình không dùng pick tay phải. Nếu bạn đang tập quen thì bạn dùng pick của tay phải để các bạn đánh cái nốt và xong các bạn bung ra để nghe nó rõ hơn. Còn nếu các bạn quen với mình rồi thì các bạn tay trái các bạn đủ mạnh, các bạn chỉ cần bấm, các bạn pull nó ra là ok ngay thôi ha. Thì cái câu này chúng ta đánh trên một dây son thôi. Và câu này khi các bạn tập xong rồi, các bạn có thể áp dụng trên những cái dây buông khác y chang thế tại. Nghe cũng rất đã ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Như sau, ngăn 12 dây buông, nhân 10 dây buông, 9 dây buông và 7 dây buông ha. Câu đầu nó như sau. Nếu các bạn đánh thì các bạn thấy là khi mình đánh tay phải mình đánh vô cái nốt đầu, sau đó là các bạn tay trái các bạn pull nó ra luôn, bung nó ra
cái gì buồn, chứ chúng ta không có dùng từ phải, chúng ta đánh nữa ha. Thì câu đầu như vậy, câu 2 sao nó tương tự 9, 7, 5, quay là 7 ha. Rồi lợi hai cái câu luôn, kết hợp chậm nha bạn. Và khi mà mình không đánh tay phải nữa thì mình đánh bằng cái tay trái thôi nha. Như sao? Nghe cũng rất đã. Ở đây có một cái chiêu, để các bạn bịt dây tránh nó bị hồn. Tại khi các bạn đánh dây buông vậy, cái tay các bạn buông ra, các bạn dễ chạm vô các dây phía dưới lắm. Do đó có một cái chiêu chúng ta đánh ngang dây son, thì cái tay phải của bạn, cái phần thịt này nè, các bạn đè lên ba cái dây trên, dây 4, 5, 6 để cho nó bịt cái tiếng hồn. Và hai cái ngón này nè, mình thường chạm nhẹ vô dây 1, dây 2. Khi các bạn để cái tay như thế này, các bạn chạm như thế này, thì chỉ còn có cái dây son nó buông ra thôi, nó không có bị ồn. Và ồn là như thế này nè các bạn. Ví dụ mình để tay phải thì mình đánh như vậy, thì không chỉ cái dây son mà khi các bạn buông cái tay nó chạm vô những cái dây khác. Do đó các bạn bịt theo kiểu mình nói thì bạn đánh nó nghe nó rất là sạch ha. Thấy không? Ok. Và cái câu cuối cùng thì nó hơi khó, nếu các bạn tiếng Úc các bạn hơi yếu ha. Thì chúng ta đánh là ngăn 4, sau đó ngăn 7 bung ra, và lặp là 4 lần ha. Nếu chưa quen các bạn cứ bấm như vậy ha. Nhớ là cái này thì nếu các bạn vươn cái ngón số 3 ra đánh cũng được, nhưng mà nó hơi xấu cái tay. Với mình thấy là cái ngón út đưa vô cũng rất thuận lợi ha. Rồi nguyên câu nha các bạn. Trên dây son rồi, chúng ta thì tập trên những dây khác được không? Hoàn toàn được, thế tay cũng y chang như vậy thưa bạn. Và nghe thử nha, ví dụ mình đánh trên dây số 2 ha, thì nó như thế nào ha. Giờ đánh trên dây số 4 đi ha. Câu này vô những cái gì khác thì cũng tạo ra giai điệu rất hay ha. Thì hy vọng là luôn nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách like, share, comment. Và nếu các bạn có nhu cầu mua đàn guitar, amply, phơ pháo gì thì hãy liên hệ Amigo Guitar Shop, mình có bán với giá rất là phải chăng, và chính sách về hậu mãi cũng rất tốt. Bạn nào yêu thích guitar điện và muốn phát triển kỹ thuật của mình lên, có thể đăng ký cái khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng của Đăng Khoa, cam kết rằng là các bạn học theo cái khóa đó thì trình độ của bạn sẽ nâng cao về cái kỹ thuật rất là tốt. Cái kỹ thuật các bạn khi mà kiểm soát được kỹ thuật rồi, các bạn có thể học được những cái thứ khác nó một cách dễ dàng hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo nhé.